Những lưu ý về massage cho sức khỏe bà bầu, Blue care, ứng dụng chăm sóc sức khỏe mẹ và bé toàn diện tại nhà. Massage từ lâu đã là một phương pháp hữu hiệu trong việc giải tỏa căng thẳng, các cảm giác đau nhức khó chịu trên cơ thể. Đặc biệt đối với phụ nữ mang thai, khi cơ thể mẹ ngày càng phải gánh chịu nhiều hơn sức nặng của thai nhi cũng như các chứng bệnh khó chịu. Vì vậy để có một hành trình mang bầu trọn vẹn nhất thì massage bầu chính là lựa chọn của nhiều chị em. Tuy nhiên, khi thực hiện massage thì chị em cần lưu ý điều gì? Có hành động nào nguy hiểm đến cho thai nhi hay không? Cùng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong video sau. Nếu mẹ bầu nào chưa biết thì massage mang lại rất nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé. Điển hình nhất là giúp mẹ thuyên giảm triệu chứng mệt mỏi. Đây cũng là triệu chứng phổ biến nhất trong thai kỳ. Sự thay đổi nội tiết tố khi mang thai sẽ khiến chị em cảm thấy buồn nôn, thậm chí nôn ói và gặp nhiều vấn đề khó chịu khác như đau lưng, phù nề, co giãn tĩnh mạch. Thậm chí, nhiều mẹ bầu còn phải đối diện với tình trạng chuột rút mất ngủ kéo dài. Các tình trạng kể trên diễn ra thường xuyên từ tam cá nguyệt thứ hai và tăng dần cho đến cuối thai kỳ. Lúc này, massage bầu toàn thân là một bài thuốc tinh thần cực kỳ hữu hiệu vừa giúp cho mẹ giảm đau, thư giãn mà lại vừa giúp tăng cường sự trao đổi chất giữa mẹ và bé thông qua các động tác xoa bóp nhẹ nhàng. Tuy nhiên, để phương pháp này được hiệu quả nhất, mẹ bầu cần lưu ý một số điều khi thực hiện. Đầu tiên, massage cơ thể đặc biệt là massage bụng không được khuyến cáo cho các phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu bởi đây là giai đoạn rất nhạy cảm đối với thai nhi. Các động tác massage bụng sẽ gây co bóp, kích thích tử cung và mẹ sẽ phải đối mặt với các nguy cơ xảy thai ngoài ý muốn. Đối với bà bầu đang trong giai đoạn 3 tháng giữa hoặc 3 tháng cuối của thai kỳ khi massage nên nằm nghiêng về một bên và có gối kê. Chuyên viên massage hoặc người giúp bạn nên bắt đầu massage từ vùng cổ, vai, đầu trước tiên. Sau đó sẽ di chuyển xuống cánh tay và chân. Các chị em cũng lưu ý chỉ nên sử dụng các dịch vụ massage chuyên nghiệp như Dịch vụ massage bầu toàn diện tại nhà của Bluecare để đảm bảo cho mẹ và thai nhi được nhận nhiều lợi ích nhất. Khi thực hiện massage đều đặn, mọi triệu chứng khó chịu trong thai kỳ của mẹ sẽ được thuyên giảm một cách rõ rệt. Qua đó, mẹ sẽ lấy lại được tinh thần thoải mái, dễ chịu và thai nhi sẽ phát triển khỏe mạnh hơn. Vậy các mom còn chần chừ gì mà không đặt ngay cho mình một buổi massage bầu trị liệu của Bluecare? Hãy gọi ngay vào hotline 098 576 8181 hoặc truy cập vào website bluecare vn để nhận được những lợi ích tốt nhất nhé chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh sớm đón bé yêu về nhà